Phương Mai Như Huỳnh mến chào quý khách và khách thân mến ơi, hôm nay em giới thiệu cho cả nhà mình một cái lô mai siêu nụ cực kỳ đẹp luôn nha. Đó, gốc rễ như thế này cả nhà. Và đặc biệt cái tàn đó, đó cái tàn của nó nè, nó rất là nhiều chi nhánh luôn ha. Chiều cao trung bình là 36 cm. 36 cm nha cả nhà. Thì cái hàng siêu nụ này là mini để bàn ha. Chúng ta chơi Tết là như ý luôn á mọi người. Đó, nó ôm cái nụ đặc rộp hết rồi. Đây cả nhà, cả nhà thấy nó ôm cái nụ sang sát nè. Rễ thì quấn rễ đủ kiểu ha. Đây, các rễ như thế này nè cả nhà. Rồi cây này thì chỉ có là 125.000 một cây nha cả nhà. Và 3-4 cây thì em sẽ bao phí vận chuyển cho mình ha. Đó, 3-4 cây thì em sẽ bao phí vận chuyển. Rồi cả nhà ơi, thì nó cái độ liền cốt của nó là hơn 50% ha. Thì có cây thì em cũng thấy nó liền cốt được 95% nè. Đó, cây nè cả nhà, rất là đẹp luôn ha. Đây là giảo siêu nụ nha. Nó tầm cũng khoảng 36 cm á. Tàn của nó đây nha. Rễ là đủ kiểu hết. Rồi ai mà thích cái dạng này thì alo cho em nha. Đây là giảo siêu nụ nha mọi người. Giảo siêu nụ. Cái này mình về mình lấy bo cũng được, hay là mình để bàn trứng Tết ha cả nhà. Đó, mình trồng xuống cũng cứng cáp luôn. Này ghép khoảng được là 1.5 năm rồi cả nhà. Cây nè. Đó, nó đều đều vậy ha cả nhà. Rồi ai thích siêu nụ thì alo cho em nha. Rồi em qua một loại nữa cả nhà. Một loại nữa, đây là hàng đại lộc. Đại lộc này là đại lộc hai mùa hơn á cả nhà. Và cái bộ đế của cái lô này là cực kỳ đẹp luôn, đế quái và cái gốc á cả nhà to ngón cái Quỳnh luôn. Có những cái đế rất là đẹp luôn cả nhà. Đó, đủ kiểu hết. Cái tàn á, tàn xung quanh thì em thấy á, là nó ôm cái thân lắc lượng nè. Đó, nó chia nhiều nhánh á cả nhà. Và cái thân giữa nó lắc lượng ha, liền cốt. Đây, đó, cái cây nhìn rất là đẹp. Nó đang ở chậu, chậu này là chậu 2, chưa 1.5 gần 2 cả nhà. Đây, có những cây như thế này luôn nè. Thế thế nó rất là đẹp ha cả nhà. Và một điều nữa là cả nhà biết không, nó ôm nút nụ rất là nhiều luôn. Đây, ôm nút nụ chi chít quá trời luôn cả nhà. Thì cái loại này á là cả nhà mình chơi mini để bàn đại lộc á. Đại lộc rất là nhiều nhiều nụ ha. Và nếu như nó nở là nó nở rực trời luôn á cả nhà. Đây, cây nè, khá đẹp luôn, hừng chậu ha. Thì cái cả nhà xem nó y như xương cá luôn nè. Đó, nút nụ bây giờ nó đặc rực như thế này thì Tết là nó nở coi như là nó nở rực trời luôn nha cả nhà. Cây như thế này thì 190.000 một cây nha mọi người. Và 3 cây thì em sẽ bao phí vận chuyển cho mình ha. Cây cao từ 36 cho đến là 40 cm nha mọi người. Rồi ha, thì cả nhà mình thích loại này thì alo cho em nha. Đó, đây là đại lộc nha cả nhà. Đại lộc. Rồi, đại lộc này á là hoa của nó, mặt hoa của nó nhiều cánh. Mặt hoa, cái cánh hoa nó dài bằng với nhau mọi người. Và rất là đẹp luôn. Nói chung là nó nở là cái bông đẹp lắm mọi người. Rồi bên đây mình giới thiệu với cả nhà mình cái lô này là lô Thủ Đức 4 mùa cả nhà. Và cái lô này phải nói là cực kỳ đẹp, cực kỳ luôn. Bởi vì cái đế á, cái bộ đế á cả nhà rất là quái, đủ kiểu, đủ kiểu hết. Mà đế quái rất là đẹp ha. Đây, đế nó có hình dạng như thế này. Thì cái cây này cao cũng khoảng tầm 45-50 cm cả nhà. Đó, gốc đẹp không à, gốc quái ha. Hoa giả Hữu Đức 8-12 cánh. Và cái loại này á mọi người, chúng ta để bàn cũng được, chúng ta mua để mà mình trồng lại ha. Thì cái bộ đế rất là đẹp luôn ha. Đây cả nhà, trời ơi, cái đế nè. Wow, thân giữa lắc lượng nha cả nhà. Và cái cốt rất là cứng cáp luôn. Tàn thì nó đang hoàn thiện cái tàn tròn luôn. Đó, cái tàn có cái tràng này tầng do luôn nè. Ôm nút nụ là khỏi chê nha. Đây, nó làm nụ quá trời luôn nha mọi người. Đó, này là mình thích hợp chơi Tết luôn nè. Vừa kịp Tết luôn á cả nhà. Thì cây như thế này sẽ là 260.000 một cây. 260.000 một cây nha cả nhà. Và 3 cây em Huỳnh bao phí vận chuyển ha. 10 cây thì em sẽ tặng cho cả nhà mình một cây. Đó, cái hàng này là cực kỳ đẹp từ gốc, thân, chi, cành, nhánh. Và cả nhà thấy nè, cái chậu nè em Huỳnh cầm nó rất là cứng. Nó cứng cây vô cùng luôn mọi người. Đó, đế là đế quái không à. Và cái đế này thật cực kỳ to luôn. Đó, cốt giữa ha. Đẹp quá mọi người ơi. Rồi, cây nào thì nó cũng có cái kiểu na ná như vậy á mọi người.
Đây cái bông của nó nè, chuẩn hoa luôn nha. Giáo đất 8-12 cánh ha mọi người. À, màu nó rất là tươi luôn. Rồi cả nhà mình thích thì alo cho em nha. À, bên đây. Đó, vườn Huỳnh thì có rất là nhiều giống đó nha cả nhà. Và mọi người yêu thích loại nào thì alo cho Huỳnh ha. Và trực tiếp số điện thoại của Huỳnh luôn là 0949 234525 nha mọi người. Em Huỳnh rất là cảm ơn khách hàng đã ủng hộ em thời gian qua ạ.